Lời đầu tiên thì cho Khoa xin được gửi lời chào tới tất cả các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các bạn. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mọi người cũng biết là Khoa về quê cũng được hôm nay cũng được gần 20 ngày rồi. Và đợt này về thì một phần là phụ bố để xây nhà. Thì như hôm bữa Khoa cũng nói đấy, sau khi mà nhà xong thì sẽ quay giới thiệu nhà, review nhà cho tất cả mọi người được biết. Và ngày hôm nay thì cái tổng thể thì nó cũng đã xong rồi, nó chưa hoàn thiện 100%, nhưng mà tổng thể cũng đã gần xong rồi. Thì hôm nay Khoa sẽ review, quay cho mọi người biết cái căn nhà. Thật sự chia sẻ với mọi người là nhà Khoa thì có 3 chị, và Khoa cũng như là với 2 chị gái nữa thì cũng đều xa nhà mười mấy năm, 20 mấy năm. Và tới năm nay thì 3 chị em đã giống như kiểu là gom góp lại một chút xíu để xây được cho bố một căn nhà, cho mẹ một căn nhà khang trang hơn. Thì rồi tự nhiên hôm nay quay clip là xúc động quá. Bây giờ thì ở đây, đây nhà mà 3 chị em Khoa xây được cho bố mẹ nhá. Đây đằng sau đây ấy, đằng sau bên kia là nhà Khoa. Đây là một ngôi nhà mà nhìn thì mọi người nghĩ kiểu dáng nhà sàn, nhưng mà thật sự thì nó cũng pha một ít hiện đại nữa. Thì thôi bây giờ cùng theo chân Khoa khám phá căn nhà sàn mà 3 chị em Khoa xây cho bố mẹ nhá. Thôi bây giờ thì Khoa xin phép được cầm máy nhá, cầm máy để quay cho mọi người thấy nó rõ hơn, thấy căn nhà nó đẹp hơn. Chứ mà mất công em vào khung hình thì căn nhà nhiều khi nó sẽ bớt đẹp đi. Rồi bây giờ xin mời các bác, cô chú, anh chị cùng theo chân Khoa nhá. Ở đây bây giờ thì chính quyền với lại địa phương cũng đã quan tâm xây được cho làng Khoa một cái con đường bê tông rất là đẹp luôn. Và đây, đây là cổng vào nhà Khoa nhá. Đây, cổng này bố sơn màu xanh. Và cái cổng này thì bố cũng là người mà tự thiết kế, tự ý tưởng và cùng với mọi người thợ xây xây lên cái cổng cổng này. Và cổng này thì cũng hoàn thành trước căn nhà, là sau khi xây cổng xong thì mới xây nhà đấy. Cổng này thì cũng xây cũng khá là lâu rồi. Đấy, cũng hơi bị chóc sơn với lại gạch này, bữa nay là lu bu quá chưa có kịp làm lại được. Đấy, đây là cái cổng vào nhà nhá, một cái cổng mái ngói, tại bố là rất là thích cái phong cách này. Đấy, ở bên đây là có những cái trụ, có những bông hoa sen đấy, hoa sen màu hồng á. Đây cái cổng thì vòng vào trong nhà đấy. Cổng này thì ô tô với lại xe tải nhỏ nhỏ là vào vô tư nhá. Còn đây dưới này là một cái dòng suối. Đấy, cái cổng đây thì cây cầu này bắc qua một dòng suối. Tại nhà Khoa là suối nó lượn ở quanh nhà luôn. Đấy, suối chạy dài ra ngoài kia. Đây, hai bên này thì ngày xưa thì mẹ trồng hoa đẹp lắm, nhưng mà do phải múc xây cầu với lại đổ đất làm nhà cho nên là bây giờ hoa nó cũng bị chết vì nó tàn rồi, ít bữa thì trồng lại. Đấy, rồi đây là cái cổng đi vào nhà nhá. Hiện tại thì cũng còn đang làm mộc một số thứ nữa cho nên là cái đầu cổng thì hơi bừa bộn một chút xíu. Đây, đấy, cổng thì bắt vào đây. Này, đây đầu cổng là một cái khúc gỗ xoan mà hôm bữa là mấy bố là bắt phải mấy anh em là phải cậu được lên xe để đi xẻ cho bố. Đây, mà đúng lúc xẻ xong thì mới thấy, đấy, gỗ này là bố trồng cũng không biết bao nhiêu lâu rồi, lâu lắm rồi. Đấy, mọi người thấy cái vân gỗ, đây là một cái gốc xoan nha, một cái gốc mà nó dễ đó, còn cái thân thì để lấy làm nhà rồi. Còn đây, đây là anh Hiến nhá, đang anh Hiến thì làm mộc ở nhà Khoa. Chào khán giả đi anh. Chào anh em nhá. Đấy, đánh Hiến đó. Bây giờ thì trước khi ra nhà mới thì Khoa quay nhà cũ của bố mẹ chút xíu nhá. Đây trước nhà thì như trước Khoa có review ấy, có một cái ao này thì nói chung là xây cũng phải tầm mười mấy 20 năm rồi. Đấy, có những hòn non bọ, dưới là bèo, dưới thì thả cá rô phi rồi cá chê đấy. Những cái gốc xanh này, gốc cây túc này, đây, gốc xanh này, tất cả gốc này đều bố là tự tay làm tán rồi đấy. Bên cạnh này đây có một cái gốc dừa nhá. Đây, còn non bộ trước cửa nhà cũ của Khoa đây. Đấy, rất là nhiều cây cối, kia cả có cây dúi, kia cả là cũng hơn 20 năm rồi nhá. Đây, còn đây là anh Huân. Đấy, chào anh Huân là trưởng
trưởng nhóm mộc của anh. Đâu, mọi người cùng người ấy thôi. À dạ, mấy anh em anh Huân, Minh Hiến, à, với lại mấy anh em nữa là làm mộc tất cả xíu. Mọi người sẽ thấy những cái phòng gỗ rất là đẹp luôn. Một tay anh Huân làm, với lại anh em nữa. Đây kia là cái nhà ngang nhá. Còn đây, đây là ngôi nhà cũ của bố mẹ. Đấy, xây năm xây ngày 19 năm 1990 đấy. Căn nhà kỷ niệm của ba chị em. Đấy. Đó, căn nhà này ngày xưa bố mẹ cũng xây, nói chung là cũng tự xây hết đấy. Bố thì cũng có khéo về khoản xây dựng. Đây, còn qua bên đây trước cửa nhà mới thì cũng là một cái hòn non bộ bố cũng mới đắp luôn. Đây. Đấy. Đây là đấy, hòn non bộ đấy, một tay tự bố đắp rồi bố trồng gắn những cái cây lên. Đấy, dưới này thì thả cá chép nhá, nhưng mà để ít bữa bắt thêm. Đấy, nguyên một cái dàn cây cảnh đấy. Nói chung là cũng chưa có thành 100% được, nhưng mà từ từ thì bố sẽ gắn thêm. Còn đây bây giờ thì mọi người thấy căn nhà mới của bố mẹ à, đây nhá. Đây đấy, cho mọi người coi toàn view căn nhà nhá. Đó, đây, đây là căn nhà ba chị em đã phụ với lại cho bố cũng có một ít nữa. Nói chung là cả nhà chị em rồi bố mẹ đấy phụ xây lên căn nhà này. Nhà này thì đúng mọi người nhìn thì sẽ là nhà sàn, nhưng mà thật sự thì ý tưởng đều là của bố hết đấy. Bố coi ở trên mạng rồi tìm hiểu về nhà sàn. Nhà sàn này mọi người từng thấy ở Tây Bắc, nhưng mà là nhiều. Nhưng mà bố coi rồi bố lấy mỗi chỗ một ít, rồi bố thích như thế nào, kiểu như thế nào, thì bắt đầu bố mới lại kêu anh thợ, nhóm thợ là các anh ấy ở Yên Bái nha. Là anh Quỳnh là chịu trách nhiệm là xây chính, và còn anh Huân là mộc, rồi anh Thành là sơn. Đấy, đây một căn nhà sàn. Rồi bây giờ Khoa sẽ đi quanh sân để cho mọi người thấy nhá. Đây, cái sân này thì lúc Khoa về thì chưa có lát, bây giờ là mới lát xong luôn. Đây, sân thì từ bên đây qua tới bên kia luôn là 310m2 nhá, mới lát gạch. Còn đây là những cái chậu thì bố cũng mới đánh cây lên thôi. Đấy, chưa đánh hết được, nói chung là chưa muốn hoàn thiện 100%. Đấy. Đây, quanh nhà là lát gạch đỏ nhá. Đấy, những cái chậu, đây là một cây đa nhá. Đấy. Cây đa này bố cũng nói chung là cây nào cũng ít nhất phải hơn chục năm rồi, đấy. Cho lên chậu, vài thời gian nữa nó tỉa tán này kia đấy. Bố khoái cây cảnh lắm. Đây. Đây, sân thì rộng ra tới đây nhá, ra tới ngoài này. Đó, còn đây là diện tích mặt sàn ở dưới nhá. Thì diện tích này là 170m2 nha. Cái hôm mà đổ sàn ấy, đổ móng á, là mất 33 khối bê tông nhá. Đó. Đây thì Khoa sẽ đứng đây Khoa chỉ nhá. Đây, đây cái trước cái cửa phòng màu đen đấy, đấy là một cái căn phòng ở trong đấy, là bố làm mà bốn cái phòng bên trên là một cái phòng ở dưới này. Phòng ở dưới này thì để sinh hoạt cho nó dễ hơn. Đấy, lát gạch. Còn đây là tất cả những cái trụ, những cái cột ở dưới này này là bằng bê tông hết. Bởi vì một phần là chắc chắn, một phần là nếu mà làm gỗ thật thì nhiều tiền lắm các bác ạ. Đây. Đấy, sơn giả gỗ hết nhá. Đấy. Đây, đây là gian bếp. Đây, mọi người cùng vào là mấy anh Huân Mộc đang đóng tủ bếp nhá. Đây, bếp đây. Đấy, đây là gian bếp, bếp cũng khá là rộng luôn. Đấy, cái chum này này là kêu hôi mẹ lấy cái khác đựng đi, nhưng mà mẹ nói cái chum này là chum kỷ niệm. Ngày xưa là đấy, ngày xưa là không có gạo ăn là cũng đựng chum này. Bây giờ mà có gạo một chút xíu rồi thì cũng vẫn phải đựng cái chum này. Đấy, rất là, nói chung là bố mẹ muốn cái gì là các con là đồng ý để hết. Đấy. Đây. Còn đây là phòng. Phòng vệ sinh.
Đây chỗ này cũng mới chát chưa có kịp xây, ngoài này thì để máy giặt với lại một cái bồn rửa mặt để khách tới rửa mặt. Còn đây, đây trong này là nhà vệ sinh nhá, đấy. Đây, trong này là nhà vệ sinh. Có nhà vệ sinh thì cũng kiểu như là bình thường thôi, đấy. Cũng có nhà tắm này. Đấy, nhà tắm rồi gương rửa mặt này kia. Đấy, diện tích mặt sàn này là 170m². Đấy, lát gạch. Cột là bê tông giả gỗ, đổ là hết 33 khối bê tông nhá. Còn ở đây là một cái khoảng sân. Khoảng sân này thì để rửa rồi dọn dẹp này kia đấy. Có công có việc gì thì ở đây rửa chén, rửa bát ở đây. Nói chung là không gian này thì rất là rộng, sinh hoạt thoải mái. Đây, vòi rửa chén đây. Và cái máy tôn này thì mới đóng, mới bắn. Đấy, view trước nhà đây nhá. Đây, nói chung là cũng chưa hoàn thiện này, phải trồng hoa thêm cây nữa. Nhà thì hai cầu thang nhá, một cầu thang bên này, một cầu thang đi lên ở bên này và một cầu thang đi lên ở bên này. Đấy. Chỗ này thì chỗ mà để chống không lát gạch này là ít bữa là bố sẽ làm một cái hồ cá. Hồ cá để thả cá ở trong đấy. Rồi bây giờ thì theo chân Khoa đi lên trên nhà nhá. Đây, tổng thể dưới cái nền dưới này là 170m², còn sân này là 310m² nhá. Đấy, sơn giả gỗ hết. Đấy. Rồi bây giờ thì theo trên Khoa đi lên nhá. Cầu thang thì lát đá. Đây, còn hai bên này thì là bằng inox hay sao đấy. Đấy. Khi mà đi lên cầu thang ấy thì mọi người sẽ thấy một cái sảnh. Đây. Một cái sảnh ngay đằng trước để ngồi ở đây ngắm cảnh rồi ngắm hồ non bộ đấy. Đây là bộ bàn ghế. Có lẽ là khi mà xây căn nhà cũ kia là bố mẹ đã mua rồi. Đấy. Một bộ bàn ghế rất là kỷ niệm. Đấy. Đây, từ trên này thì đây là lan can. Từ trên này thì mọi người có thể thấy cái view ở bên dưới. Đấy, hòn non bộ. Rồi bằng kia là cổng vào này. Rồi bên đây là nhà cũ. Đấy. Nói chung là mình đất ở chỗ Khoa thì rộng cho nên là mình xây có điều kiện xây được một căn nhà mới ở bên cạnh. Chứ còn thật sự là không ai muốn nhiều kiểu như là mình phải phá nhà cũ đi để xây nhà mới ấy, thì cái đó không ai muốn đâu. Nhưng mà nhiều khi đất nó hơi hẹp thì phải phá đi, tại đất ở chỗ Khoa thì rộng lắm. Đất núi mà. Đấy, căn nhà cũ, căn nhà bao nhiêu kỷ niệm của bố mẹ cũng như là ba anh chị em. Nhưng mà ngồi ở đây mình nhìn về căn nhà cũ thì mình vẫn nhớ và rất là nhiều kỷ niệm. Đấy, cây dừa, cây cau. Rồi, bây giờ thì bắt đầu đi vào nhà nhá. Mọi người có thể thấy đây là trước nhà nhá. Trước nhà thì trên này là tường là ốp gỗ hết. Đây. Đây, bên này cũng ốp gỗ nhá. Hơi chói nhá, tại hơi nắng. Đây. Còn bên này cũng ốp gỗ. Đây, đấy. Đây là cửa chính đi vào. Đấy, nhưng mà bây giờ đi qua bên đây đi, xíu vẫn vào trong nhà nhá. Đi qua bên đây để thấy cái hành lang. Về đây thì yên bình lắm. Tại thì trời đang rất là mát. Đây là cái hành lang bên hông nhà nhá. Nói chung trên này thì bốn lùng quanh thì tường với lại phòng là bố ốp gỗ hết. Đây đấy. Đây đấy. Đây, còn đằng sau nhà là nhìn view lên núi. Núi rừng xanh bao la bát ngát. Đó. Đấy. Nói chung là quay bằng điện thoại thì nó hơi tối một chút xíu. Nhưng mà cây nhà lá vườn các bác ạ. Đây. Đến hành lang. Hôm bữa đứng ở đây chụp hình là như ở ngoài Tây Bắc vậy đó. Đấy. Và đây là cái cửa chính để đi vào nhà nhá. Nằm đối diện ở cái sảnh luôn. Trên này là gỗ. Đấy. Gỗ là xà gồ đấy. Đây, cái cửa này thì làm bằng gỗ xoan. Đấy, vân cũng khá là đẹp luôn. Ở những cái gỗ này thì để làm những cái vách này là đa phần là gỗ xoan này, gỗ bạch đàn, gỗ keo này.
Gỗ này thì thật sự là bố khoai trồng và một ít là mua nữa. Đấy, căn nhà mà có gỗ là có bố, một tay bố chồng nên là rất là ý nghĩa và kỷ niệm luôn. Rồi bây giờ cùng đi vào nhà nhá. Đây, mở cửa đi vào nhà. Ôi dồi ôi, trời ơi. Ôi dồi ôi, ai đây? Bố giật cả mình luôn à. Trời ơi, mới bước vào nhà giật hết cả mình là thấy cô hai bún đậu rồi. Và đây là thao hồ bò rồi lăn lộn. Đấy. Về nhà ông bà nội khoái lắm. Đấy, đây nha. Thành nhìn như gái Sapa rồi. Má hồng hồng đỏ đỏ đỏ. Gái Tây Bắc rồi con ơi. Rồi bây giờ cùng đi vào nhà. Ôi dồi ôi, đây vợ với lại chị gái đây. Đấy, đang nằm trên một chiếc thảm để trông em bé rồi quay tivi. Đấy. Đây là không gian đấy, trong nhà các bác nhá. Đấy. Nền này thì là gạch giả gỗ. Đó, còn khi mở cửa vào thì sẽ thấy một bộ bàn ghế gọi là sofa đi ha. Đây, một cái bộ bàn ghế gỗ. Gỗ này là bằng gỗ gụ nhá. Đấy. Khoa thật sự là Khoa rất là thích bộ bàn ghế này luôn. Khi mà bố gửi vào, bố chọn bộ này thì cảm thấy mình cũng ưng liền. Là nhìn nó không có cầu kỳ hay là không có hoa văn nhiều quá, nhưng mà nhìn nó đơn giản. Nhưng mà cái màu nó cũng hợp với nhà sàn. Đấy, đây. Đấy, bộ bàn ghế gụ nhá. Rồi, còn bên đây, bên trái đây là một cái phòng. Ở trên này đây có 4 phòng nhá. Đây một phòng nữa. Đây một phòng nữa. Và đây, đây một phòng nữa. Đó. Ôi trời ơi, đang quay bún đậu hả? Đó, tất cả những cái tường phòng hay là bên thì bằng gỗ hết. Đây. Đây là một cái cửa để mở ra cái lan can hồi nãy Khoa đi vào đấy. Đây bây giờ vào một phòng nhá. Đây là phòng học của cháu. Đấy. Đây, bốn xung quanh thì là gỗ hết. Đấy, ốp gỗ. Đó. Ốp những cái tường gỗ này thì bố Khoa nói là hết hơn 8.000 thanh nhá. Đấy, những cái thanh bé bé này này. Đấy, thanh bé bé này là hết hơn 8.000 thanh. Và kẻ chỉ cái chiếc này nữa, cho nên là rất là mất thời gian, tốn công. Nhưng mà sau khi mà làm xong thì cảm thấy mình về, Khoa về Khoa còn bất ngờ luôn mà. Vì lúc mình về lần đầu thì chỉ là mới có cái khung thôi đây. Còn đây là gian thờ. Đây, gian thờ. Đây là một cái bộ bàn cũng mới. Cái bàn này mới đóng xong ngày hôm qua để mâm cúng các cụ, các ông, các bà. Còn đây là một cái tủ thờ. Tủ thờ này thì bố mẹ nói là nhất quyết là phải sơn lại, phải giữ lại và để cái tủ thờ này ở đây. Không có mua mới, không có thay gì hết. Bởi vì cái tủ này là kỷ niệm của bố mẹ bao nhiêu năm rồi đấy. Căn nhà có những cái mới và những có cả những cái cũ, những cái kỷ niệm nữa. Đây. Còn bên trên này, là những cái thanh xà gồ, gọi xà gồ với lại những cái thanh mà để đỡ ngói ấy, là bằng gỗ nha. Diện tích ngói này là 350m² nha mọi người. Còn những cái đây, những cái cột này là bằng bê tông hết, bê tông giả gỗ. Đây, cho mọi người thấy một cái phòng nhá, đây. Đây một cái phòng, đó. Đây là giường nhá. Phòng này thì cái khung ở dưới là bê tông, tại nhà tắm đi lên với lại phòng của bố mẹ ở bên dưới đi lên. Cho nên là bằng bê tông. Đấy, còn xung quanh là gỗ, cửa sổ này. Đấy, mở cửa sổ ra xem thấy view gì không nhá. Đấy, hồi chắc lắm. Nhưng mà view thì cũng là núi rừng thôi, đấy. Rồi. Chỗ này là để tivi. Đó, kệ tivi. Còn phía cuối này là toilet nha, nhà tắm nhá. Đây nhà tắm. Đấy, bồn tắm rồi đấy, lavabo có em bé cho nên thay đồ hơi nhiều, hơi bừa bộn một chút xíu. Đấy, nhà tắm bình nóng lạnh rồi đấy. Còn đây cũng là một cái khoảng trống để ít bữa thì mình còn kê thêm nội thất rồi trang trí thêm. Bây giờ về thì tổng thể thì cũng đã xong rồi đấy.
ngói đỏ. Đây. Và buổi chiều thì bố nói là ý là mấy anh thợ tới nói là che một cái rèm ở ngoài kia, nhưng mà bố với lại bản thân Khoa cũng muốn là có một ánh sáng mặt trời một chút xíu để vào nhà cho cảm giác nhìn không gian nó thiên nhiên. Đấy. Gạch là gạch giả gỗ và diện tích trên này là 210 mét vuông nha. Đấy, diện tích của cái mặt sàn và không gian ở trên này là 210 mét vuông. Đấy, gỗ này là hơn 8.000 thanh. Và cả xà gồ này kia nữa thì bố nói là khoảng 70 khối gỗ. Gỗ này thì có cả gỗ bố trồng, như khoan nãy con nói là có cả gỗ bố trồng và gỗ mua nữa. Đây. Sẽ có 4 cái không gian trống này. Đấy, 1 2 3. À, 3 cái thôi chứ. Trời ơi, có 3 cái thôi đấy. Đó. Gỗ này là sơn sơn bóng nhá, đấy. Đây, những cái thanh nhỏ nhỏ này đó. Là anh thợ anh ấy ráp, mấy anh thợ ráp từng thanh một đấy. Đấy, còn đây là để tivi. Còn đây là đấy, cái cửa chính để bước ra đấy. Đấy, bước ra ngoài. Đó. Còn đây là cái view từ trên đỉnh nóc nhà nhìn xuống nha. Khoa mới trèo lên. Đấy, đang đứng ở đỉnh nóc nhà, xung quanh là núi rừng. Đó, đằng này là hướng mặt trời. Đấy. Ngồi đây viết kịch bản thì ý tưởng ra liên tiếp các bác ạ. Có cái mùa này mùa đông ngồi đây viết kịch bản thì hơi căng thôi. Đấy, mây rừng núi. Còn ngói này là trên này là lập ngói, diện tích ngói trên này là 350 mét vuông nhá. Đấy, ngói đỏ. Đây, qua bên đây luôn. Tại có một cái chỗ trống này để tét nước. Đấy, ngói ra tới ngoài kia. Đấy. Đó, view rất là đẹp luôn. Mênh mông bao la bát ngát. Trên kia là hoa của cây rẻ, cây hạt rẻ đấy các bác ạ. Dưới này là vườn nhãn. Ít bữa là đây là bố sẽ trồng hoa. Khoa đang tính nói với bố là trồng hoa sim với lại hoa mẫu đơn ấy. Sau này thì chỗ này nó sẽ nở rực hoa luôn. Lúc đấy Khoa lại về quay cho các bác coi nhá. Đấy. Đây là cái hướng nhìn từ bên hông nhà nhá. Đấy, nhìn từ hông nhà lên thì căn nhà sàn nó sẽ như thế này nha các bác ơi. Đấy. Những cái sơn giả gỗ với lại những cái sơn của nhà thì là anh Thành anh làm. Đấy. Bên này là bờ suối. Còn đây là view toàn bộ căn nhà từ bên hông nhìn lên. Dạ vâng, vừa rồi Khoa cũng đã review sơ qua căn nhà sàn mà ba chị em đã cùng nhau xây cho bố mẹ để có một cái chỗ ở khang trang hơn, rộng rãi hơn, sinh hoạt nó được tiện hơn. Thì thật sự là ngày hôm nay là một cái clip mà rất là nhiều kỷ niệm và rất là nhiều cảm xúc. Thứ nhất là Khoa muốn chia sẻ là những cái gỗ này, tại là cái làm một căn nhà gỗ là cái mong muốn, ước mơ giống như là mong muốn rất là lâu của bố mẹ rồi. Và bố cách đây cả tầm mười mấy hai chục năm đã bắt đầu trồng những cây gỗ, cây xoan, cây bạch đàn ấy, để làm sao mà khi ba đứa con xây nhà ấy thì đều có gỗ của bố cả. Thì tới ngày hôm nay chị cả xây này, rồi chị thứ hai xây, rồi ngay tới Khoa xây cho căn nhà này của bố mẹ cũng đều có gỗ của bố mẹ hết. Thì là một cái mà thật sự là rất là kỷ niệm. Và mình nãy giờ mình quay cũng em thật sự em quay em cũng có rất nhiều cảm xúc. Và là ai cũng vậy thôi, là con thì khi mà cùng các chị em mà xây được chỗ mẹ một căn nhà đều có những cảm xúc như thế này. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành và ủng hộ, gửi tới những lời chúc tới gia đình em. Và để có căn nhà này thì em cũng cảm ơn những đội thợ, những anh đã làm rất là vất vả để cùng bố em xây dựng ra những ý tưởng, những cái mà tạo nên được căn nhà ý nghĩa này. Cảm ơn tất cả mọi người.
Và khi nào mà nhà hoàn thiện 100%, tất cả mọi thứ nó giống như bố mong muốn ấy, thì em sẽ review cho các bác coi nhá. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt các bác ạ.